chắp tay chúng ta đảnh lễ Thầy Tổ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Vì chúng ta tiếp tục buổi vấn đáp. Thưa sư, hôm qua sư giảng các tông phái đạo Phật là tu theo tứ đế, và sư cho con hỏi về bát chánh đạo là như thế nào ạ? Tu bát chánh đạo có giải thoát không? Vì con nghe thường đi chung với nhau là tứ diệu đế bát chánh đạo. Bạn này thì nên tham dự và hoặc là nghe những cái lớp giáo lý của sư trong cái danh sách phát của trên kênh YouTube Sư Hạnh Tuệ ha. Thì sư có giảng rất là rõ, đặc biệt là cái danh sách phát Phật pháp căn bản đó. Thì tứ đế nghĩa là gì? Nghĩa là bốn sự thật hoặc là bốn điều nhằm giúp cho chúng ta nhìn rõ được sự thật. Đó là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì trong đó đó, cái cuối cùng cũng là cái quan trọng nhất, là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Trong các bài kinh Đức Thế Tôn giảng về tứ đế thì con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó chính là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên thường nhắc tứ đế thì sẽ nhắc chung đến bát chánh đạo. Và cái tứ niệm xứ của chúng ta là nằm trong chánh niệm. Quý vị cứ yên chí là 10 ngày này chúng ta tu là nó phù hợp với bát chánh đạo, là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thưa Thầy, có kinh nói về người vợ của Đức Phật từ nhân cúng dường hoa cho một vị Phật và đã phát nguyện là vợ chồng của nhau. Vậy đây là nghiệp quá khứ. Em thấy giống như định nghiệp. Xin thưa với quý vị, nghiệp á, nó có hai loại. Một là định nghiệp và hai là bất định nghiệp. Nhớ giùm sư. Cái định nghiệp tức là cái nghiệp mà chắc chắn vào thời điểm đó nó sẽ trổ quả không thể khác được, thì đó gọi là định nghiệp. Và cái thứ hai là bất định nghiệp, tức là cái nghiệp nó có thể cho quả hoặc không, hoặc nó có thể thay đổi cái cường độ của nó, thì đó gọi là bất định nghiệp. Định nghiệp là ví dụ như thế này, một người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, thì người đó thân hỏa đạn chung chắc chắn phải đi xuống địa ngục A-tỳ, chịu hết cái phần còn, chịu hết cái khổ trong suốt phần còn lại của tuổi thọ của địa cầu. Đấy. Thì cái đó gọi là định nghiệp.
hoặc như trường hợp Ngài Mục Kiền Liên do cái nghiệp giết cha mẹ năm xưa, cho nên là vào cái kiếp cuối Ngài phải bị cái nghiệp là Ngài bị cướp nó giết, thì cái đó Ngài không tránh được, thì cái đó gọi là định nghiệp. Thì cái trường hợp bà Yayudhara, khi mà bà phát nguyện, bà cúng dường hoa cho vị Phật quá khứ, bà phát nguyện thì như thế này: Đức Thế Tôn lúc bấy giờ là Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài xét là cái lời nguyện đó có thành hiện thực hay không. Ngài xét và sau đó Ngài có cái lời nhận xét như thế này: người phụ nữ này có nghiệp tương đồng với Bồ Tát Sumedha, tức là bà cũng đã tu rất là dữ dội, chứ không phải là cái chuyện hời hợt đâu. Bà tu rất là dữ dội và bà xứng đáng để có thể đi theo Bồ Tát trong suốt con đường còn lại để phụ trợ Bồ Tát đắc thành đạo quả. Cho nên là cái lời nguyện của bà là có cơ sở, là dựa trên nền tảng cái phước báo bà đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp và sự quyết tâm bà đã thể hiện ra trong suốt 4 a nan kỳ và 100.000 đại kiếp còn lại. Nó giống như thế này nè. Bây giờ quý vị học, mình học, một đứa học trò nó học bài rất là giỏi nha, nó nắm, nó thuộc hết tất cả các cái công thức, các cái mệnh đề, nó thuộc hết toàn bộ, và nó đi vào trong phòng thi hoàn toàn đã làm xong hết thủ tục rồi, nó chỉ ngồi xuống, nó chuẩn bị, nó mở cái tờ giấy ra thôi, và nó có suy nghĩ là ta sẽ phải thi đậu. Nếu như nó có suy nghĩ như thế thì theo quý vị nó có chắc chắn sẽ thi đậu? Nếu như mà không có gì xảy ra thì cái chuyện mà nó thi đậu là chuyện chắc chắn. Thì cái sự thi đậu của cái đứa học trò đó là dựa vào đâu? Dựa vào sự nỗ lực của cá nhân đó, chứ không phải là dựa vào một cái đấng thần linh, hay là dựa vào một cái ông giám khảo, ông thiên vị, hoặc là do nó biết trước đề, không phải, mà do sự nỗ lực của cá nhân đó. Chúng ta nên hiểu như thế. Sư giải thích giúp con về cúng dường tre tăng. Con thấy khóa thiền cúng dường tre tăng mà thiền sinh vẫn được dùng chung. Con không có cúng dường, nhưng khi đọc kinh có đoạn chúng con xin dân vật thực này thì con có phạm giới không? Vì như vậy con nghĩ là nói dối rồi ạ. Thứ nhất là sư là người đại diện. Khi mà quý vị cúng dường tre tăng thì sư nhận, sư đại diện, sư là người đại diện, sư nhận đó. Và sau đó đó các sư cho lại cái phần thực phẩm đó cho lại các vị thiền sinh, nhớ giùm nhé. Tức là cái người mà thí chủ cúng dường cho các sư, sư là người đại diện nhận. Sau khi nhận xong thì các sư cho lại cái phần thực phẩm đó cho lại các vị thiền sinh. Thế cho nên á, là các vị thiền sinh có thể sử dụng bình thường mà không có vấn đề gì hết. Và hồi sáng sư có nói như thế nào: các vị thiền sinh khi mà sinh hoạt ở trong đây đó, mặc dù quý vị chưa có làm lễ xuất gia, nhưng chúng ta đã sống đời sống không giới, coi như chúng ta là một nửa rồi đó, một nửa xuất gia, chúng ta cũng thọ Bát Quan Trai Giới đó, cũng tu tập giới học, định học và tuệ học. Cho nên là quý vị cứ yên chí, miễn làm sao mà chúng ta nỗ lực tu tập là được. Và cái thứ hai là khi mà quý vị tắc bạch đó,
Quý vị có biết là trong số đây thì có những vị cũng đã phát tâm cúng dường khóa tu không? Đó. Thì những vị cúng dường khóa tu á, thì kẻ ít người nhiều, kẻ công người của thì đều trích cái phần đó, trích một phần để cúng dường, mua thực phẩm cúng dường bữa ăn. Thì có nghĩa là khi mà mình á, khi mà mình có cúng dường khóa tu thì cái phần mà mình dâng thực phẩm á, có phần của mình. Thì khi đó mình mở miệng ra mình nói không vấn đề gì. Cái thứ hai, ngay cả trong trường hợp mình không có cúng dường khóa tu thì khi mình đọc theo như thế là mình đang hỗ trợ, mình đại diện chung với thí chủ để mình tắc bạch. Và sau đó chúng ta có sự tùy hỷ. Thành ra là mình không cần phải lo lắng, băn khoăn về vấn đề này đâu. Cái thứ hai, sư có khóa thiền cho trẻ em khoảng 12 đến 18 tuổi không? Sư cũng có cái dự định như thế. Tức là mình sẽ có một cái cơ hội tổ chức một cái khóa thiền cho học sinh. Nhưng mà tốt nhất là nên vào thời điểm mà tụi nhiên nó nghỉ hè, hoặc là có cái khoảng thời gian xin nghỉ cho nó dễ. Và 12 đến 18 thì nó quá dài. Có lẽ là từ khoảng 14, 15 đến 18 thì như vậy đó sẽ tốt hơn. Tại vì nói với 12 tới 14 tuổi đôi khi á, quý vị biết mà, vô cái độ tuổi đó nó khó lắm, khó chịu. Mà không lẽ bây giờ ông sư phải sắp rồi. Chứ đúng ra là ở đi qua miếng á, nha, hoặc Thái Lan, hoặc là hồi xưa là sách rôi đó. Mà bây giờ sách rôi là nó móc điện thoại nó quay cho nên phiền lắm. Cho nên là chắc có lẽ là chừng cỡ 15, 16, 17, 18 thôi. Thì sẽ có. Và cái khóa thiền, ở trong cái khóa thiền dành cho trẻ em thì sư sẽ có những cái phương pháp phù hợp để chúng ta hướng dẫn trẻ, ví dụ như là cái tâm lý nè, tâm lý tuổi mới lớn nè, rồi cái cách nào đó để mình có cái sự hiểu nhau hơn đối với cha mẹ. Cái nhìn của một cái đứa mà nó lớn thì nó chưa lớn, mà nó nhỏ nó không chịu nhỏ, làm sao để mà kết nối với cha mẹ, để hiểu được cha mẹ, hiểu được ý thức tầm quan trọng của việc học, rồi cái cách để rèn luyện tâm. Chứ sư biết là bây giờ nhiều cái đứa trẻ đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, nói cũng không dám nói, tại sợ nói nó nhảy toàn ten đó. Thì sẽ có, nhưng mà sư còn một vài cái chướng ngại. Cái chướng ngại đầu tiên là làm sao để mình có thể lan tỏa để cho các bậc phụ huynh biết là cái khóa thiền như thế đó là nó sẽ rất là thích hợp cho trẻ em và rất là lợi ích cho trẻ em. Cái thứ hai là làm sao để mà lan tỏa đến cho những cái bạn trẻ ở trong cái độ tuổi này đó, rồi đăng ký. Thành ra là sư vẫn còn trên cái dự định thôi. Nếu như có cơ hội thì sư sẽ làm. Một Phật, con có điều chưa biết nên ứng xử như thế nào liên quan đến sự giữ giới của quý tăng, nên con không biết có nêu câu hỏi trước đại chúng hay không, xin sư chỉ dạy như sau. Khi con rõ biết một vị tăng không giữ giới uống rượu, con tránh mọi sự giao tiếp với sư đó, chứ không phải với sư này. Nếu vô tình có gặp, con vẫn cung kính đảnh lễ sư. Nếu sư gọi điện messenger hoặc nhắn tin, con đều không nghe hoặc không xem tin nhắn. Con làm như vậy có đúng pháp không? Khi gặp con, sư nói với con, nếu một vị sư tu như thế nào thì Phật tử vẫn phải kính trọng sư,
Nếu không thì chính người Phật tử đó thì bị mất phước. Lời của sư nói vậy, con xin sư chỉ dạy con cho đúng với lẽ đạo. Nói thì nó hơi kỳ. Nhưng mà cái giới mà uống rượu á thì nó thuộc về cái giới có thể sám hối được, chứ nó không có phạm vào cái lỗi là không sám hối được. Và trong cái sám hối được đó cũng là trong cái phạm vi có thể sám hối một đối một, tức là ví dụ như hai sư có cái lỗi gì đó, nếu cái lỗi đó không có thuộc cái dạng mà nặng phải ra hội chúng tăng á, thì sư chỉ việc gặp một vị tỳ kheo khác quỳ xuống và sám hối. Sau khi sám hối như thế thì coi như là vị đó trong sạch trở lại. Thì cái tội uống rượu nó nằm ở trong cái khoảng đó. Tuy nhiên do cái nền văn hóa của người Việt mình, cho nên đây là một sự kiện rất là khó chấp nhận. Thành ra là một vị tỳ kheo nói gì thì nói, thì mình đặc biệt là mình phải kiêng cái chuyện mà uống rượu như thế này. Thì nếu như mà quý vị không hoan hỷ thì quý vị tránh cái chuyện giao tiếp, nói chuyện, nhắn tin thì cũng được thôi, không vấn đề gì. Tại vì khi mà mình giao tiếp thì mình lại có những cái suy nghĩ bất thiện, rồi có khi mình nói năng như thế nào đó nó cũng không hay, thì cái đó mình nên tránh cũng được, không sao hết. Còn khi mà mình gặp á, gặp mặt, thì như sư đã nói, cái lỗi đó nó thuộc về cái lỗi có thể sám hối được. Và sám hối thì không phải sám hối với đại chúng tăng. Sám hối đại chúng tăng lớn chuyện lắm quý vị, là phải thỉnh 20 vị tỷ kheo chứng minh ở đây nè, và vị đó quỳ xuống sám hối trước đại chúng tăng, thì cái đó là cái tội nghiêm trọng. Nhưng mà cái tội này nó không nằm trong nhóm đó. Và nếu như vị đó sám hối đơn giản thì cũng có thể xong. Cho nên ấy, cái giới hạnh, cái phẩm hạnh tỷ kheo của vị đó vẫn được đảm bảo ở một cái mức độ nào đó. Thế cho nên mình gặp mình vẫn nên cung kính. Còn nếu như quý vị cảm thấy ngại quá thì suy nghĩ như thế này: mình cung kính là cung kính cho tăng nói chung và cái y mà vị đó đại diện. Như trong quá khứ có kiếp Bồ Tát là một con voi chúa, thì Bồ Tát dẫn đàn voi. Thì khi mà Bồ Tát đi qua đàn voi thì khi gặp các cái vị ẩn sĩ là các vị Phật độc giác, Bồ Tát luôn luôn đảnh lễ và đàn voi cũng đảnh lễ vị Phật độc giác, sau đó thì đi. Thì bẵng một thời gian thì bỗng nhiên Bồ Tát phát hiện là tại sao cái đàn voi mình càng ngày càng ít. Thì Bồ Tát mới đi cuối cùng. Và đi cuối cùng, khi mà đi cuối cùng như thế, Bồ Tát phát hiện là có một cái ông thợ săn. Ông phát hiện là đàn voi này thường đảnh lễ những cái vị mà đắp y, cho nên là cái người thợ săn này mới giả dạng cũng đắp cái tấm y, rồi phục ở đằng sau và giết hại cái con voi đi sau chót đó. Thì như thế đó, khi Bồ Tát phát hiện thì Bồ Tát rất là giận dữ. Bồ Tát dùng cái vòi quấn người này lại. Nhưng mà khi đó Bồ Tát chợt suy nghĩ, dù sao đi nữa, mặc dù đây là kẻ giả mạo, nhưng mà họ vẫn đang đắp cái y của những cái vị tu sĩ, thì ta nên trân trọng, có cái sự tôn trọng lá y đó. Thế cho nên là Bồ Tát chỉ trừng mắt, gọi là dọa người thợ săn, và sau đó là thả cho người thợ săn đi. Và quý vị thấy là cách cư xử của Bồ Tát khi Bồ Tát còn là một con voi, và cái người thợ săn là một kẻ không tu gì hết, chỉ là mượn cái đấm y thôi, mà Bồ Tát cũng có sự tôn kính. Huống chi đây là một vị tỷ kheo
mặc dù giới hạnh vẫn còn nhiều điều phải bàn, tuy nhiên vì đó vẫn chưa đến mức là hư hỏng hoàn toàn giới hạnh đó, thì vì đó vẫn có thể đại diện một mặt nào đó cho tăng đoàn. Lại thêm một phần nữa là trong kinh phân biệt cúng dường, Đức Thế Tôn nói vào cái thời mạt pháp, khi mà các vị tỷ kheo hùa nhau bỏ đi cái tấm y, giống như thế này, bỏ đi mặc vào quần áo lao để dễ dàng lao động như người đời, và cho đến cuối cùng á thì họ chỉ còn giữ lại một miếng vải trên cổ áo để phân biệt giữa người thường và người tu. Tuy vậy họ còn giữ được bốn giới bất cộng trụ, thì người cung kính đảnh lễ cúng dường con người ấy mà có lòng suy tưởng đến Tam Bảo vẫn được phước báo vô lượng vô biên. Cho nên cuối cùng vẫn là do cái chủ ý của mình, bản thân vì đó lỗi là vì đó sẽ chịu trách nhiệm, còn bản thân mình thì mình có lòng tôn kính Tam Bảo thì đó là phước của mình. Câu hỏi 2, trong nhóm 1, nhóm Phật tử thường xuyên làm công quả ở chùa, sau vài tháng một em nam không về chùa làm công quả nữa. Một vị thầy hỏi thăm con về em nam đó nhiều lần. Sau một thời gian con gặp lại em nam, em đó đưa cho con xem hình của thầy A gửi cho em nam, hình gần như khỏa thân và những tin nhắn mồi chài. Con thất kinh, khuyên em nam đó xóa hết đi. Từ đó con tránh gặp mặt với vị thầy A, cũng như tránh không về chùa mà vị thầy A nữa. Nhưng có những lúc con tham dự các buổi lễ cúng trai tăng ở những chùa khác, con thấy vị thầy A tham dự, con rất không muốn cúng dường vị thầy A. Nhưng rồi khi đi tuần tự đến vị trí vị thầy A ngồi thì con vẫn đặt bát cúng dường dù lòng không muốn. Từ sư xin sư chỉ dạy cho con nên hành xử như thế nào hợp với lẽ đạo. Thì trong cái trường hợp này, nó lại nằm trong một cái trường hợp khác được nêu trong tạng luật. Tức là trong trường hợp vị tỷ kheo mà có cái lời, cái kiểu khiếm nhã, đại loại như thế, thì thậm chí người cư sĩ được quyền không đảnh lễ, không cúng dường và không tiếp xúc. Cái đó là được phép. Một số cái giới luật á, nó tương đối là nó nhẹ nhàng, mặc dù mình không coi là nhẹ, như là cái tội uống rượu, thì dù sao đi nữa mình gặp mình vẫn có thể mình đảnh lễ. Nhưng mà những cái trường hợp mà làm mất cái tư cách như thế, thì mặc dù vị đó nha, mặc dù vị đó có thể chưa phạm bốn bất cộng trụ, nhưng mà mình hoàn toàn có thể không đảnh lễ, không cúng dường, không tiếp xúc, xem như người đó là không tồn tại, thì trong luật cho phép điều đó. Thưa sư, con có một khúc mắc nữa là nếu chánh niệm giống như cây đèn pin chỉ soi sáng những gì phía trước, con sẽ không quan sát được hai bên là gì. Điều này gây cho con chút sợ hãi và một chút bất tiện lúc sinh hoạt đời thường. Ví dụ như con chỉ chánh niệm trên hành động của mình, thì con lại không để ý được những người xung quanh. Xin sư giải nghi giúp con. Tức là khi mà mình đi á, mình giữ cái tầm mắt trong khoảng 2 mét thôi, vừa phải. Tức là mình không có nhìn quá, tại vì nhìn gần quá thì mình không biết được xung quanh có cái gì. Mình cũng không có nhìn quá xa, bởi vì nhìn quá xa thì mình sẽ bị phóng tâm và chạy theo cảnh. Mình chỉ nhìn ở cái tầm mắt vừa phải, nhìn xuống với tầm mắt vừa phải, và mình tiếp tục mình đi thiền, mình giữ gìn chánh niệm. Thì như vậy đó, mình có thể đủ để biết xung quanh có cái gì. Và sư vẫn đi như thế. Khi mà sư đi khất thực, thì dù cho băng qua đường,
thì sư vẫn tiếp tục dùng cái tầm mắt như thế và sư băng qua đường, không cần phải ngó nghiêng ngó ngửa. Xe, bởi vì xe tới là mình biết, bởi vì nó vẫn nằm trong tầm mắt, xe tới mình vẫn biết. Đó. Rồi có người đi tới cúng dường mình thì mình vẫn biết, hoặc là có cái chướng ngại trước mặt mình thì mình vẫn biết. Cho nên là chúng ta có thể nhìn ở cái tầm mắt như thế thì chúng ta không cần phải lo cái chuyện là không để ý được xung quanh, mà mình lại vẫn muốn giữ chánh niệm. Là cư sĩ tại gia và trong khóa thiền, trước khi ăn cần thiết phải dâng cúng đĩa thức ăn của mình, sau đó mới được ăn, chấm hỏi. Nếu có thì phải cúng, nói lời cúng ra sao, chấm hỏi. Vì con thấy nhiều cô tu nữ và nhiều người trước khi ăn đều dâng đĩa thức ăn lên trước mặt, chắp tay tụng vài câu rồi mới ăn sau đó. Thứ nhất là cái phong tục dâng đồ ăn lên trước mặt, rồi tụng cái gì đó rồi mới ăn, là phong tục của các vị ở Phật giáo phát triển. Còn ở bên Nam Tông ấy, thì theo lời dạy nguyên thủy của Đức Thế Tôn, thì sư nói thậm chí nha, thậm chí là quý vị dâng như thế này buổi trưa đó, và buổi sáng quý vị dâng như thế này, sư chưa có tụng kinh đâu. Sư sẽ về sư ăn, ăn xong rồi sau đó đó, sau khi rửa tay rửa miệng thoải mái uống nước hết rồi, thì sau đó sư mới tụng kinh chúc phúc. Tức là tụng kinh chúc phúc là tụng sau cùng. Tuy nhiên thì do để phù hợp với thời đại, bây giờ mất công nữa quý vị ngồi chờ mấy sư ăn xong mà tụng kinh, cho nên là sư tụng kinh trước đó. Và chỉ tụng kinh ý nghĩa là cái lời cảm ơn và chúc phúc đến quý Phật tử, những người đã cúng dường các sư. Chứ còn trong khi ăn hoặc là trước khi ăn thì không có cần phải làm cái động tác đó nữa. Còn các cái vị, các cô tu nữ thì sư không có để ý. Thì một là các cô theo giữ cái truyền thống thói quen ở bên Bắc Tông không chừng, hoặc là các cô tụng thầm để chúc phúc phần của các cô, mà các cô cũng không có tiện tụng lớn ra cho mọi người cùng nghe, thì đó đều không có vấn đề gì cả. Điều quan trọng là như thế này nè, khi mà mình ăn thì mình phải ý thức được cái thực phẩm của mình ăn không phải là để chơi. Và khi suốt quá trình từ khi mình nhận thực phẩm cho đến khi mình đang ăn và lẫn sau khi mình ăn xong, suốt quá trình đó mình giữ gìn chánh niệm thì đó mới là cái quan trọng nhất. Cho nên cái hình thức thì nó chỉ tương đối thôi, nhưng mà cái nội dung mới là cái cốt lõi. Thành ra là quý vị cư sĩ thì mình không cần phải dâng cúng đó rồi mình mới được ăn, thì không cần đâu, chỉ cần giữ chánh niệm thôi. Lúc xếp hàng xuống nhà ăn sau khi làm lễ trai tăng xong, mình có được mang dép xuống nhà ăn không ạ? Vì con thấy sư và quý cô tu nữ không mang dép, nếu đi dép vậy có thiếu tôn trọng không? Mang dép vẫn được, không sao. Tại vì cái thông lệ thì khi mà các sư ôm bát thì các sư sẽ không có mang dép, bởi vì nó giống như là khi mình đi khất thực vậy. Nhưng mà thực tế thì nếu mà xét đúng nha, xét đúng thì bây giờ mấy sư mang dép đi vòng vòng ở trong chùa không sao hết. Tại vì trong luật thì ở trong khuôn viên chùa các sư được phép mang dép, tức là các sư được mang dép ôm cái bát xuống nhà ăn không sao hết ha. Rồi trừ khi mình lên chánh điện thì phải bỏ dép ra. Rồi khi mà đi vào ở trong cốc liêu thì phải bỏ dép ra. Hoặc là lên trên giường đương nhiên là phải bỏ dép ra.
À, rồi khi mà các sư đi vào trong xóm làng thì các sư phải bỏ dép ra. À, còn quý Phật tử thì khi mà quý vị đi vào ở trong khu vực ví dụ như là chánh điện này hoặc thiền đường thì mình nên bỏ dép ra. Còn trong thời điểm còn lại thì quý vị mang dép thì vẫn được. Đó. Tuy nhiên một số vị gọi là thuần thành luôn á, thì thậm chí các vị đó bỏ dép ngay từ ngoài cổng chùa kìa, chứ không phải ở đây. À, và cái sự bỏ dép ra thì nó thể hiện cái sự trân trọng. Thì khi mà mình cảm thấy mình trân trọng thì mình bỏ dép ra, không vấn đề gì hết. À, kính bạch sư hoan hỷ, cho con được hỏi. Trong quyển kinh Nhật Tụng có nhắc đến đắc đạo và đắc quả. Đắc đạo có phải là đã hoặc đang đi đúng đường, đắc quả là đã hoàn thành hoặc là về đích đoạn đường, tức là đạo này hay không? À, xin thưa, đắc đạo và đắc quả là hai cái trạng thái liền kề với nhau, mặc dù nó là khác nhau. À, xin lấy ví dụ, mình nợ tiền người ta, ví dụ như mình nợ 1 triệu đi, thì khi mà mình nợ như vậy, mình là trạng thái của người mắc nợ. Thì sau khi mình lấy 1 triệu mình trả cho người ta, thì sau đó mình sẽ trở thành cái trạng thái của người không mắc nợ. Thì quý vị để ý, cái sự kiện mình cầm tiền á, mình trả cho người ta là 1 triệu, sự kiện đó chỉ diễn ra duy nhất một lần mà thôi và không cần phải lặp lại nữa. Và sau cái sự kiện đó mình trở thành người không mắc nợ. Tức là chúng ta có 2 sự kiện, một là sự kiện trả nợ và hai là sống trong trạng thái không còn mắc nợ nữa, là không còn nợ nữa. Thì đắc đạo và đắc quả cũng là như thế đấy. Khi đắc đạo, tâm đắc đạo á, nó chỉ xuất hiện đúng một lần, tác dụng của nó là diệt trừ phiền não tương ứng. Ví dụ sơ quả diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì sau khi diệt trừ như thế thì vị ấy ở trong trạng thái là đắc quả, tức là trạng thái không còn những cái phiền não tương ứng đó nữa. Thế thôi. Tức là đắc đạo là để diệt trừ phiền não, và đắc quả là khi sống với cái trạng thái không còn cái phiền não đó nữa. Như sư chỉ dạy và nhắc nhở hôm qua về nghiệp và nghiệp quả. Vậy nếu mình tạo ra một việc bất thiện nhưng có ăn năn sám hối hoặc tạo được các nghiệp có xu hướng đối lập, thì nghiệp quả khi chỗ có sự thay đổi hoặc giảm trừ không? Và xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách sám hối đúng pháp. Khi mình lỡ tạo điều ác, cách sám hối tốt nhất là mình xin lỗi trực tiếp đối tượng mà mình đã phạm với người ta. Trong kinh không hề có dụ là mình phạm lỗi với người khác rồi sau đó mình đi sám hối với một đối tượng khác như là sám hối với Tam Bảo mà cái tội lỗi đó biến mất. Không hề có. Nó hơi kỳ. Là dù cho mình có phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình đi sám hối với Tam Bảo, thì nó không có tác dụng như mình nghĩ, mình tưởng tượng đâu. Tức là nó hết. Không có hết. Nhớ giùm nha. Thí dụ như mình đánh người ta, rồi mình vô mình sám hối với Tam Bảo, là người ta tự nhiên là người ta tha thứ cho mình. Không có. Mình đánh người ta mình phải đi đến mình xin lỗi người ta, chứ không phải mình đánh người ta mình lên mình xin lỗi Tam Bảo. Nhớ giùm nha. Chỉ có như thế này
Trong trường hợp mà cái đối tượng đó không còn nữa thì mình đến mình sám hối với Tam Bảo, với tác dụng là để Tam Bảo biết là tôi, con nè, con đã nhận thức được cái lỗi lầm đó rồi, và bây giờ con nói ra là để con ngăn ngừa không có phạm cái lỗi đó trong ngày vị lai. Sư nói là có căn cứ chứ không phải không có căn cứ. Thứ nhất, như trường hợp cái người cái gì cái người quan cận thần của vua A Xà Thế, khi mà ông nhìn thấy ngài Anuruddha đi một cái vị Bà La Môn thấy ngài Anuruddha ngài tắm ở dưới sông lên, do ngài rất là đẹp nha, ngài Anuruddha ngài đẹp lắm, cho nên là ông này ông có cái suy nghĩ bậy là ông nghĩ là nếu như mà cái con người này mà là con gái thì nó ngon lành quá. Thì khi ổng suy nghĩ như thế, ngay lập tức cái nghiệp trổ ổng đổi giới tính khỏi cần qua Thái Lan, ngay lập tức biến thành phụ nữ liền. Thì ảnh hoảng hồn, ảnh chạy, ảnh trốn, ảnh đi qua xứ khác đó. Thì khi mà đi qua xứ khác á, thì sau này ảnh gặp lại, ảnh gặp một cái người cùng đồng hương, thì ảnh mới kể, lúc bây giờ là cổ rồi, cổ mới kể đó, hồi xưa như vậy đó, ông biết tại sao mà bây giờ tôi mang cái thân nữ nó kỳ cục quá đi. Thì cái người bạn đồng hương ấy, mới nói là thôi bây giờ nè, cái ngày anh Núi Lúc Thá ngày ở gần đây, thôi bây giờ tôi dắt bạn qua sám hối với ngài, chứ không có vụ sám hối Tăng Bảo nha, mà sám hối với ngài. Thì khi mà đến sám hối với ngài, ngài tha lỗi, thì khi đó cái cô này cổ đổi lại giới tính thành người nam bình thường. Còn như trường hợp của vua A Xà Thế, thì sau khi giết vua cha thì A Xà Thế rất là hối hận, nhưng mà chuyện đã muộn màng rồi. Về sau trong kinh Sa Môn Quả thì A Xà Thế mới đến đảnh lễ và xin sám hối với Đức Thế Tôn, có nội dung là xin Đức Thế Tôn ghi nhận cho là bây giờ vua A Xà Thế rất là hối hận về cái sự kiện năm xưa, và nói là để ngăn ngừa những cái lỗi tương tự trong ngày vị lai, thì Đức Thế Tôn xác nhận cho sự kiện đó. Thì vua A Xà Thế vẫn đi địa ngục bình thường, nhưng mà cái sự kiện xác nhận đó mang một cái ý nghĩa là mình biết rõ đây là lỗi lầm và mình ngăn ngừa nó không tái phạm nữa. Thì đó là ý nghĩa của việc sám hối, chứ không phải sám hối là mình hết tội nha, không phải như vậy. Trừ khi mình làm lỗi với người nào, mình sám hối trực tiếp với người đó. Như là cách đây không lâu, có một cô, cổ đến cổ nói với sư là con lỡ con ngoại tình, thì bây giờ con phải sám hối như thế nào. Thì sư mới nói là cái cách sám hối mà hiệu quả nhất là cô phải sám hối trực tiếp với chồng của cô, bởi vì đó là đối tượng cô làm lỗi. Thì nếu như mà cô mạnh dạn thì cô sám hối với chồng của cô, rồi sau đó chồng cô muốn xử lý như thế nào đó toàn quyền quyết định của chồng cô. Ảnh có tha thứ hay ảnh không tha thứ, hay ảnh làm cái gì thì mình đều chấp nhận. Thì như vậy á, mình nghĩ là nó nặng, nhưng thực tế nó nhẹ hơn rất là nhiều so với cái chuyện là mình nín luôn, mình giấu luôn. Bởi vì nếu mình giấu luôn á, cái kết quả là mình đi địa ngục. Nhưng nếu như chồng mình tha thứ á, hoặc là có một cái cách xử phạt như thế nào đó thì xong rồi, thì thôi tội nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Thì bẵng đi một thời gian thì hôm sau thì bẵng đi một thời gian thì cổ lên và cổ nói với sư là con cảm ơn sư đã cho con lời khuyên, con đã sám hối với chồng của con rồi,
và chồng, hai vợ chồng con ngồi lại và chồng con đồng ý là trong sự kiện này ảnh cũng có một phần lỗi là thiếu lo lắng, quan tâm, và hai vợ chồng con sẽ thay đổi. Và con cảm ơn sư là hồi xưa sư đã động viên con là phải nên có cái sự can đảm. Mặc dù lúc đó là con sẵn lòng là nếu như gia đình tan vỡ thì đó là cái hậu quả mà con phải chịu. Đó. Thì như thế là cái cách sám hối nó hiệu quả nhất. Còn khi mà mình không sám hối được thì mình cũng có thể, một là mình đến với Tam Bảo mình thưa, đến với các sư nha, chứ còn Phật thưa ở đây không có ai nghe, thưa với các sư để chi? Để ghi nhận là mình đã có sự nhìn nhận tội lỗi đó rồi, để mình ngăn ngừa tương lai mình tái phạm cái lỗi tương tự. Và sau đó đó mình tạo thiệt là nhiều những cái thiện nghiệp để nó nâng đỡ mình, thì nó có cái hiệu quả chứ không phải không có hiệu quả. Là khi mà mình đi xuống các khổ cảnh á, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ nhẹ hơn. Như trường hợp bà Malika đó, bà phạm cái ác nghiệp, bà phạm lỗi với vua Pasenadi, nhưng mà bà không có dám nói. Tuy nhiên do một đời bà đó, bà làm thiện rất là nhiều, và nói là bà làm thiện chỉ có hơn bà Quý Sa Kha chứ không có ít hơn đâu. Đó. Cho nên á, là người ta cũng phạm cái lỗi đó, người ta đi địa ngục từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại vẫn chưa có lên. Còn bà cũng phạm cái lỗi đó mà bà cũng đi địa ngục, nhưng bà đi chỉ có 7 ngày thôi. Sau đó là bà sanh về cõi trời do cái phước bà nó nâng đỡ bà. Rồi chúng ta cũng thấy là những cái hàng sa đọa giống như con chó đi, nó là cái dạng súc sanh. Nhưng mà có những con á, phải nói là nó, người ta gọi là thú cưng. Mình nhìn là mình mê liền, nó đẹp, nó dễ thương. Phải nói là mình nhìn nó, cái chuyện mà mình ôm nó, mình hung nó, mình không có ngại. Nhưng mà có nhiều con á, phải nói là nó gớm muốn chết luôn á. Nó cách xa 10 mét là mình đã muốn chạy làng rồi. Đó. Thì quý vị thấy cũng cùng là loài thú, loài sa đọa, cũng là loài chó, nhưng mà cái nghiệp nó không giống nhau. Cho nên nếu mình lỡ mình không có sám hối được thì mình cũng có thể tạo nhiều những cái thiện nghiệp để mình bù đắp vào. Con hầu như chưa biết gì về Phật Pháp, xin sư hoan hỷ chỉ giúp cho con. Ở Hà Nội có chùa nào, nơi nào giảng chánh pháp nguyên thủy không? Xin sư chỉ giúp. Hôm rồi sư đi ra Hà Nội thì cũng rất là kẹt, và đúng là ở ngoài Hà Nội thì rất là thiếu thốn. Thì nói như thế này, bây giờ á, chúng ta đã sống trong một thời đại mà cái khoảng cách địa lý á, nó được rút gọn rất là nhiều. Bằng chứng là quý vị có thể vào trong đây để quý vị tham dự khóa thiền của sư. Còn khi mà quý vị đi về thì quý vị có thể tiếp tục duy trì cái việc là nghe pháp ở trên kênh YouTube của sư. Sư có các cái kênh, các cái danh sách pháp về nền tảng giáo lý đó, quý vị có thể nghe. Rồi có các cái câu hỏi vấn đáp quý vị cũng có thể tham khảo, rồi từ đó đó mình có thể thay đổi được cái đời sống của mình theo cách tốt đẹp hơn. Còn các cái ngôi chùa thì sư biết thôi, sư biết là có chùa sư cô của sư cô Hương Thiền ấy, nhưng mà do sư chỉ nghe thôi chứ còn sư cũng chưa có tới. Và người ta nói là muốn biết một cái người nào đó thì mình cần phải sống tiếp xúc với người ta. Cho nên là sư rất là khó để mà đưa ra bất kỳ một cái nhận xét nào. Còn quý vị muốn
mà nghe giảng chánh pháp nguyên thủy thì mình hoàn toàn có thể lên trên YouTube để quý vị nghe. Còn muốn cúng dường thì bây giờ thì mình cũng hoàn toàn có thể có những cái phương pháp để mình cúng dường ở những nơi ở xa, không có vấn đề gì hết. Rồi ở Hà Nội thỉnh thoảng con vẫn đi vô chùa cúng, con thấy khác so với đây quá. Ở đây được sư giảng đạo lý, ở Hà Nội chỉ thắp nhang khấn cầu mà thôi, không được mở mang kiến thức gì cả. Vì con có nên đi chùa ở ngoài Hà Nội không? Khi mà sư chưa có đi tu á, thì sư chỉ quan niệm đơn giản, ở đâu có Phật thì mình tới mình lạy thế thôi. Và thậm chí là khi mà sư là một vị giảng sư, sư đi nhiều nơi, nói thiệt là họ cũng thờ tùm lum hết trơn á, thì sư canh chỗ nào có Phật thì mình lạy. Đức Phật Thích Ca mình thì mình lạy. Còn có những cái tượng tượng này tượng kia thì mình không để ý. Quan trọng mình chú tâm đến tượng Đức Phật Thích Ca, mình lạy thôi. Như vậy là được rồi. Đó. Hồi xưa có vị trưởng lão nói, hồi xưa khi mà mới tu á, tôi thấy người ta tu không đúng đạo Phật, tôi bực lắm. Có nhiều người họ gọi là mượn danh đạo Phật, tôi bực lắm. Nhưng mà khi mà tôi già rồi á, tôi thấy có những nơi nó tệ như vậy mà vẫn còn một chút xíu hình bóng của Phật. Thành ra tôi lấy đó làm hoan hỷ. Tức là thay đổi cách nhìn thôi. Cái thứ ba, con không hiểu câu mọi người hay nói, sa thú lành thai. Thì cái sa thú nó mang hai ý nghĩa. Một là khi mà mình tán thán, mình hoan hỷ, mình tán thán, thì nó mang ý nghĩa là mình tán thán. Giống như là thật là hoan hỷ, thật là vui quá, tôi mừng quá, tôi vui quá. Thì theo Phật giáo Nam truyền thì dù thường dùng cái từ là sa thú lành thai, tức là một cái lời tán thán. Và cái ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa đồng ý. Ví dụ như quý vị thưa thỉnh hỏi sư cái gì đó, sư đồng ý cái sự kiện đó, thì sư có thể là sa thú lành thai, tức là sư đồng ý cái sự kiện đó. Đó có hai ý nghĩa. Ngoài ra thì sẵn sư nhắc luôn, khi mà mình tán thán bằng cái câu sa thú lành thai thì mình được một cái phước là cái tùy hỷ phước. Chúng ta có 10 nhân sanh phước, thì trong 10 cái nhân sanh phước đó có một cái phước là mình tùy hỷ. Tức là khi người khác làm điều thiện thì mình hoan hỷ với cái điều thiện mà người khác đã làm. Nhờ như thế mình gọi là mình ké, mình ké được cái phần phước đó, thì mình cũng được một phần phước do mình tùy hỷ. Xin sư hoan hỷ cho con biết hai vấn đề sau: ngồi thiền làm mình đau hay ngồi thiền cho mình thấy cơn đau mà bình thường mình không thấy. Khi mà quý vị ngồi mà quý vị coi phim, quý vị ngồi được bao lâu? Sư tin là nhiều người họ ngồi lâu lắm. Mình đâu có thấy đau cái gì đâu. Do cái định. Nó kỳ ha. Quý vị ngồi coi phim, mình có cái định, nhưng mà cái định đó là cái tà định, do mình định ở trên cái bộ phim. Thành ra là mình không có để ý tới cơn đau. Có nhiều người họ coi xong cái họ đứng dậy, họ vẫn tê chân bình thường, họ vẫn tê chân, họ đứng không được. Nhưng mà khi trong khi coi thì họ không có chú ý gì tới cái sự kiện đó hết. Thành ra đó, dù cho quý vị có ngồi thiền hay không ngồi thiền, thì khi mình ngồi ở một tư thế nào đó lâu thì nó vẫn sẽ đau. Tuy nhiên khi mà mình hành thiền á, thì mình ý thức được nó, và mình có thể mình vượt qua được nó. Cái đau khi hành thiền thì cũng giống như cái đau khi mình giữ nguyên bất kỳ một tư thế nào thôi.
thứ hai là khi hồi hướng cầu xin gia hộ và nhân quả nghiệp báo có mâu thuẫn gì không, nên hồi hướng và cầu xin trong trường hợp nào. Như thế này nè, khi mà chúng ta hồi hướng là khi chúng ta làm một cái việc thiện nào đó và chúng ta muốn việc thiện đó trổ theo cái hướng mà mình mong muốn. Giống như mình có tiền thì mình muốn dùng cái tiền đó để mình mua cái mà mình cần. Thành ra đó cầu xin thì cái điều mong muốn như vậy, ví dụ như do sự phước báo mà tôi trong sạch làm đây vân vân, tôi muốn được cái này, tôi muốn được cái kia, thì nó dựa trên cái nền tảng là cái phước mình tạo ra đó, mình tiêu xài theo cái hướng mà mình mong muốn. Có những vị đó tạo phước xong rồi vì đó mong muốn là đời sau cho tôi được giàu sang, rồi mong muốn đời sau cho tôi được sanh thiên, hoặc mong muốn đời sau cho tôi được giải thoát. Thì đó là cái nguyên lý hoạt động của nghiệp và quả thôi. Và cái thứ hai là khi mình đem cái phước của mình mình nói là mình đem cho người khác, là mình hồi hướng cái phước đó cho người khác. Thì như thế này, có những chúng sanh thuộc loại có thể nhận được phước hồi hướng, như là trong kinh Bên Ngoài Bức Tường, có những thân bằng quyến thuộc của mình họ sanh làm cái hàng ngạ quỷ rất là khổ, nhưng mà hàng ngạ quỷ này nè nhận được cái phước hồi hướng. Thì khi mà mình làm nên bất kỳ một cái phước báo nào thì mình đều nên hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Bởi vì nếu như mà các vị đó ở bên ngoài bức tường thì khi mà nghe được mình hồi hướng như thế, các vị đó có thể nhận được. Nhớ, trong số các loại chúng sanh thì có một loại ngạ quỷ có thể nhận được phước hồi hướng. Và do chúng ta đã luân hồi vô số kiếp, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ có những thân bằng quyến thuộc đang sanh vào hàng ngạ quỷ, đang có thể nhận phước hồi hướng. Cho nên là cái việc chúng ta hồi hướng nó không phải là vô ích. Rồi lại một điều nữa là hồi hướng phước đến chư thiên. Trong trường hợp này thì lại nằm trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Có một đoạn Đức Thế Tôn nói rằng khi chúng ta có lòng thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên cũng có lòng thương tưởng đến với ta. Bình thường mình thương ai đó thì người ta cũng sẽ thương lại mình. Thì chư thiên, khi mình thương tưởng chư thiên, mình hồi hướng phước đến chư thiên, thì chư thiên họ sẽ hoan hỷ, và như vậy họ cũng sẽ thương tưởng chúng ta. Cho nên nó không có ngược lại với cái nhân quả nghiệp báo. Thường chúng ta nói là cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt như thế. Bởi vì trong các 10 nhân sanh phước có cái tùy hỷ phước và hồi hướng phước. Cái tùy hỷ phước nó dựa trên nền tảng của tâm xả vô lượng. Và cái tâm xả nó là tâm thiện cho nên nó có phước. Còn cái hồi hướng phước nó dựa trên nền tảng của tâm từ, tức là mình có lòng thương tưởng chúng sanh khác và mình mong muốn chúng sanh khác cũng được cái phước mà mình cho nên nó cũng là tâm thiện. Nên hồi hướng và cầu xin trong trường hợp nào? Nên hồi hướng sau mỗi lần mình làm các thiện pháp. Quý vị thấy là ở đây cô tu nữ hướng dẫn quý vị hồi hướng sau mỗi một lần, ví dụ như mỗi một lần thuyết pháp xong, mỗi một lần dâng huê trai tăng xong. Một ngày như vậy chúng ta làm rất là thường xuyên. Tại sao? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi tại sao mỗi lần mình làm xong thì mình hồi hướng,
mình không gom lại mình hồi hướng lần cho nó đỡ đỡ mệt không? Nó giống như mỗi một ngày mình ăn cơm mấy bữa, có khi là mình uống nước mấy bận, có bao giờ là mình gom lại thôi để ngày làm lần được rồi, ăn lần uống lần thôi, sao chịu nổi, thấy không? Đó, thì cái phước mình đi mình hồi hướng cho người ta cũng vậy đó, người ta chờ thì mình cho người ta ăn uống thường xuyên thì người ta cũng vui hơn là mình chờ mình gom lại một lần đó. Rồi đó là chưa kể đồ nóng lúc nào nó cũng ngon hơn là đồ nguội. Phước vừa mới làm xong là nó còn mới toanh, nó nóng hổi, thì mình hồi hướng thì nó sẽ mạnh mẽ hơn là mình để nó lâu. Còn mình cầu xin, cái xin ở đây á, tức là mình mong muốn nó trổ cái quả theo cái hướng mình làm, thì cũng tương tự là sau khi mình vừa làm xong cái thiện pháp nào, mình cầu nguyện liền. Mà cái cầu nguyện tốt nhất là gì? Mong cho tôi thoát khổ đó. Như là cái lời cuối đó, do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Tức là mình để mình cắt đứt những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm ấy, ha. Này, câu cuối cùng, ái vô tham là gì? Ái vô tham xảy ra với trường hợp nào? Ái vô tham có phải một trong 10 kiết sử? Sư nhớ hồi sáng sư chỉ có nói với quý vị á, là cái thọ lạc đó nó đi kèm với dục lạc, hay là cái cảm thọ đó nó không đi kèm với dục lạc. Chúng ta cần phải phân biệt. Ví dụ như chúng ta nghe pháp nè, chúng ta rất là hoan hỷ, thì khi đó chúng ta đang thọ lạc, và cái thọ lạc đó không đi kèm với dục lạc đó. Thì chúng ta cần phải phân biệt các cái cảm thọ có đi kèm với dục lạc hay là không. Còn cái ái mà vô tham thì sư e là quý vị nhầm. Nhưng mà nó như thế này nè, có những cái tham nó là ác, mà có những cái tham nó không phải là ác. Nghe nó kỳ không? Có tham ác và tham không có ác. Tại vì chúng ta hoặc là dùng cái từ là dục, dùng cái từ là từ chanh đá là dục. Có những cái dục thuộc về ác, những cái dục nó không phải ác. Cái dục thuộc về ác là những cái dục nó liên quan đến ngũ dục, thì nó thuộc về ác. Nhưng mà có những cái dục á, nó không thuộc về ác. Thí dụ như tôi mong muốn hành thiền. Mong muốn là dục chứ còn gì nữa. Mong muốn hành thiền thì cái dục đó nó gọi là cái gọi là cái thâm má chanh đá, hoặc là thâm má thâm má ca má. Thì có người dịch là pháp dục, nghe nó kỳ quá, cho nên là thôi mình chỉ cần biết đó là cái dục không có thuộc về ác. Cái dục không có ác, tức là mình mong muốn hành thiền, thì cái mong muốn đó là mong muốn nên có. Bởi nếu mình không mong muốn hành thiền thì làm sao mình hành thiền? Hoặc là mình mong muốn giữ giới thì cái mong muốn đó nó là dục chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó không phải là ác, bởi vì khi mình cần làm cái gì đó mình phải có sự mong muốn thì mình mới làm được. Cho nên là cái chuyện mà mong muốn làm những cái thiện pháp thì nó không phải là ác. Ngoài ra nó còn một cái mong, cái kiểu dục thứ ba, đó chính là cái sự mong muốn thuần túy. Ví dụ như khi chúng ta đi, chúng ta bước chân,
thì chúng ta phải có cái ý muốn bước chân thì chúng ta mới bước chân. Thì cái ý muốn đó nó vốn dĩ không có thiện, không có ác, không có gì hết trơn. Nó chỉ đơn giản là cái cử động thôi. Nhưng mà mình phải có sự mong muốn bước chân thì mình mới nhấc chân lên được. Thì như vậy nó cũng không có ác. Chính xác mà nói nó không thiện không ác. Thành ra trong cái sự mong muốn ấy, có người thì gọi là dục, tại vì cái từ chữ của nó là cái chữ chanh đá. Thì chữ chanh đá được dịch là dục. Thì dục nó có ba. Một là dục liên hệ đến ác. Hai là dục không có ác. Và ba là dục không thiện cũng không ác. Trí và thứ hai, trí và tuệ giống nhau và khác nhau hay là một? Cái này á, do mình chơi đùa với câu chữ thôi, hoặc thậm chí là mình sử dụng các cái bản dịch tiếng Việt á, thành ra là mình rất là bối rối với những cái này. Cái bạn hỏi á, thì quý vị có thể xem bài giảng Kinh Trung Bộ đầu tiên đó, để quý vị hiểu hơn về các cái loại trí, các cái thể loại trí, trí của phàm phu nè, phàm phu không có học, trí của phàm phu có học, trí của thánh nhân, trí của vị độc giác, trí của vị chánh đẳng giác thì khác nhau như thế nào. Nên học để mình biết có rất là nhiều những cái loại trí khác nhau. Còn khi mà chúng ta trong Phật giáo chúng ta dùng cái từ tuệ, từ Pan Nha mà bắt truyền thì dịch là tuệ bát nhã. Nó là cái gì? Là cái trí quan sát danh sắc. Cái mà quý vị đang sử dụng, đang sử dụng để quan sát cái gì nó đang diễn ra, cái gì nó đang diễn ra, từng cử động oai nghi lớn nhỏ. Thì cái tuệ mà mình đang quan sát đó, thì đó là cái Pan Nha mình đang quan sát. Quan sát từng cái cử động cho đến từng cái cảm thọ, nó là tuệ. Và mình quan sát dựa trên sự nhận thức về cái gì? Nhớ giùm sư, sư luôn nhắc nhở quý vị, mình quan sát phải dựa trên sự nhận thức về sự vô thường, dựa trên sự nhận thức về sự khổ, và dựa trên sự nhận thức về sự vô ngã. Tức là không có cái tôi nào ở đây hết. Ở đây chỉ có sự đi, chỉ có sự co duỗi đó, rồi chỉ có các cảm thọ, chứ ở đây không có ai cả. Thì khi chúng ta quan sát sự thật dựa trên cái sự nhận thức về tam tướng như thế thì là chúng ta đang có tuệ, mà thuật ngữ gọi là vipassana paññā, là tuệ minh sát. Ngoài ra thì một số vị khi mà thực hành thiền chỉ đạt được đến thần thông thì cũng gọi là tuệ, và đó gọi chính là thắng trí. Còn mà những cái mà chúng ta thông minh ở ngoài đời á, thì nó chỉ là cái trí thế gian thôi, nha. Trí thế gian hoặc là cái tưởng của thế gian. Cho nên là chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ, đang quan sát, nhìn đúng bản chất sự thật, cái gì nó đang diễn ra, là chúng ta đang sử dụng một cái tuệ mà một số cái tông phái họ mô tả một cách mơ hồ, mô tả làm sao mà mình không hiểu cái trí bát nhã là cái gì hết trơn. Nhưng mà khi quý vị thực hành tứ niệm xứ, chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nó, chúng ta sử dụng trực tiếp nó, và chúng ta biết mặt mũi nó ra làm sao, bằng cách quan sát cái gì nó đang diễn ra dựa trên sự nhận thức về tam tướng. Rồi, đó là xong tất cả câu hỏi cho ngày hôm nay. Và xin chia đều phần phước này
đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.